Rồng là một loài vật mạnh mẽ. Dù là trong văn hóa phương Đông hay phương Tây, nó cũng đại diện cho sức mạnh, quyền lực vượt lên trên những loài khác. Tuy nhiên, ẩn dưới phần ngoại hình đáng sợ, rồng đôi khi cũng rất gần gũi và là những người bạn của con người. Vì lẽ đó, những chú rồng luôn là đề tài được các nhà làm phim yêu thích lựa chọn và là một hình tượng không còn xa lạ trong văn hóa đại chúng. Hôm nay, để chào đón một năm mới Giáp Thìn, hãy cùng với phim điểm lại những lần sinh vật hùng mạnh này từng góp mặt trên màn ảnh và xem liệu bạn biết được bao nhiêu trong số những con rồng trong danh sách này nhé. Đầu tiên, hãy cùng mở màn danh sách với một cái tên luôn có vị trí đặc biệt trong lòng những người yêu thích các tác phẩm hoạt hình. Là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của thế giới Ghibli, Haku là người đã dẫn dắt, bảo vệ cô bé Chihiro khi cô chẳng may lạc vào vùng đất linh hồn. Sở hữu ngoại hình của một chàng trai niên thiếu, thực chất chú rồng này là một vị thần sông quyền năng với những phép thuật mạnh mẽ. Tuy nhiên, vì đánh mất đi danh tính của mình, anh phải làm theo những mệnh lệnh sai trái mà Yubaba giao cho. Mang những đặc điểm đậm chất Á Đông, Haku có bộ lông trắng muốt, bờm xanh và cặp sừng trên đỉnh đầu. Ở phương Đông, những con rồng không cần cánh nhưng vẫn có thể cưỡi mây đạp gió. Và trong phân đoạn biến hình, ta còn thấy những chiếc vảy tựa như con cá bong ra cũng là một nét mà chỉ có những con rồng châu Á mới có. Ẩn sâu bên trong tính cách lầm lì và lạnh nhạt, anh là một vị thần nhân hậu khi đã cứu Chihiro một mạng lúc cô ngã xuống sông và tiếp tục ở bên cô bé khi cả hai đều quên đi tên gọi của mình. Nhẹ nhàng và gần gũi, Haku có lẽ là một chú rồng dung hòa hoàn hảo giữa sự mềm mại và mạnh mẽ. Không cần quá đáng sợ, không cần thể hiện quyền uy, nhân vật mà xưởng phim Ghibli tạo nên đáng nhớ nhiều hơn với ánh mắt biết nói và sự dũng cảm. Cảnh anh cõng Chihiro bay qua bầu trời đêm có lẽ đã trở thành kinh điển và cũng là tình yêu của biết bao thế hệ khán giả dành cho nhân vật tốt bụng này. Tiếp tục là một đại diện với những nét Á Đông, nhưng lần này là trong một tác phẩm Hollywood có tên là Neverending Story. Farquaad là một chú rồng có ngoại hình tương tự với những con rồng của Trung Quốc. Không có cánh, người dài, vảy trên sống lưng và một bộ lông trắng muốt. Trong phim, đây là một sinh vật đại diện cho sự may mắn và là người bạn thân với con người. Farquaad rất thông minh và lanh lợi. Chú rồng này thường sử dụng sự khéo léo của mình để giúp đỡ Atreyu và các nhân vật khác trong cuộc phiêu lưu, đặc biệt là khi họ đối mặt với nguy hiểm. Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất của chú rồng đáng yêu này có lẽ là sự lạc quan. Farquaad cho khán giả một nguồn năng lượng tích cực và niềm tin vào những điều tốt đẹp, luôn có mặt khi những người bạn của mình cần hoặc mất hy vọng và là một người bạn đồng hành hoàn hảo trong những chuyến phiêu lưu. Đặc biệt, nhân vật này không hề muốn gây thêm kẻ thù và luôn trân trọng những tình bạn mà mình có. Trong tiểu thuyết gốc, Farquaad được mô tả là giống với một con sư tử. Tuy nhiên, theo đạo diễn Wolfgang Petersen chia sẻ, ông muốn tạo ra một nhân vật khiến con gái mình thích thú. Vì vậy, phần đầu của Farquaad trong phim nhìn giống một chú chó để thân thiện hơn với các khán giả nhỏ. Biểu tượng của sự may mắn, tình bạn, sự lạc quan và niềm tin, một nhân vật rất hợp với những lời chúc năm mới phải không? Đổi gió một chút, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một trong những Titan đáng nhớ nhất của vũ trụ quái vật Monsterverse, được biết đến với cái tên gọi là King Ghidorah. Là đối trọng trực tiếp của Godzilla trong phần phim Godzilla King of the Monsters, King Ghidorah có ngoại hình giống với một con rồng khổng lồ. Với chiều cao lên tới 158m, cùng đôi cánh khổng lồ có thể đạt vận tốc siêu thanh, vua rồng đủ sức biến cả vùng đất thành bình địa chỉ bằng cái đập cánh. Với lớp vảy dày màu vàng có vai trò giống áo chống đạn, dường như không vũ khí nào của con người có thể khiến King Ghidorah bị tổn hại. Tuy nhiên, điểm khiến vua rồng trở nên khác biệt so với những đồng nghiệp trong danh sách ngày hôm nay đó là nó sở hữu đến 3 cái đầu có thể liên tục tái sinh nếu bị tổn hại. Nguy hiểm hơn nữa, 3 cái đầu của King Ghidorah có khả năng suy nghĩ độc lập và từ mỗi chiếc hàm sắc nhọn, vua rồng lại bắn ra những tia sét có sức công phá khủng khiếp. Với bản chất xấu xa và tàn bạo, King Ghidorah hủy diệt hết nền văn minh này đến nền văn minh khác trong vũ trụ. Điều này đã tạo ra xung đột trực tiếp giữa vua rồng cùng Godzilla, dẫn đến trận chiến long trời lở đất giữa hai con quái vật mà loài người chưa từng chứng kiến trước đây. Tuy nhiên, nhiều người chỉ nhớ đến cái đầu có phần ngốc nghếch của King Ghidorah. Mặc dù sở hữu ngoại hình tương đồng với hai chiếc đầu còn lại, song Kevin, cái đầu thứ ba bên trái, dường như lại kém thông minh hơn hẳn so với đồng đội. Nó thường xuyên sao nhãng, thích làm việc riêng và không tập trung vào nhiệm vụ được giao. Không ít lần Kevin đã bị hai chiếc đầu kia chấn chỉnh, dẫn tới một số phân đoạn hài hước trong phim. Đây cũng là lý do khiến cái đầu này trở thành meme rất được yêu thích trong thời gian dài.
là phản diện chính trong tác phẩm hành động Reign of Fire năm 2002. Blue Dragon hay còn gọi là Male Dragon hoặc Alpha Dragon là một con rồng cực kỳ khát máu. Không ai biết loài rồng đã sống bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng chúng đã đặt dấu chấm hết cho thời đại khủng long và ngủ đông hàng chục triệu năm sau đó. Rất nhiều những con cái đã bị đánh thức và tiêu diệt xuyên suốt lịch sử nhân loại, chính là những câu chuyện truyền thuyết về Viking mà ta vẫn hay nghe. Chỉ trừ Blue Dragon, nó là kẻ có sức sống mãnh liệt nhất, giết sạch những con đực khác dám thách thức, độc chiếm những con cái còn lại và trở thành vua của toàn bộ loài rồng. Ngủ yên trong một cái tổ ngay dưới thành phố London, loài người đã phạm phải một sai lầm khi đánh thức con bạo chúa khổng lồ. Không chỉ lao vào một cách hung hăng, Blue Dragon âm thầm quan sát con mồi và tìm ra điểm yếu trước khi đưa ra quyết định thông minh nhất. Nó thở ra những ngọn lửa chết chóc, nhanh nhẹn cả ở trên không và vô cùng xảo quyệt. Với những chiếc sừng tua tủa trên đầu cùng hàng gai nhọn dọc sống lưng, nhiều khán giả cho rằng tác phẩm năm 2002 đã thành công tạo ra một hình tượng rồng vô cùng bắt mắt và những trận chiến cam go. Mạnh mẽ, hung hãn, chết chóc và xảo quyệt, Reign of Fire là một tác phẩm khó có thể bỏ qua nếu yêu thích thể loại quái vật, đặc biệt là với những ai yêu thích loài rồng. Với hai lần xuất hiện trên màn ảnh là vào năm 1977 và bản remake năm 2016, chúa rồng Elias là một trong những nhân vật thuộc nhà chuột được yêu mến khắp thế giới. Với bộ lông màu xanh lục và có thân hình to lớn đặc trưng, Elias có một khả năng đặc biệt mà không một con rồng nào có, đó là tàng hình. Theo lời bài hát It's Not Easy, Elias được mô tả là có đầu lạc đà, cổ cá sấu, tai bò và nửa cá nửa động vật có vú. Đây cũng là một chúa rồng khá vụng về kể cả trong việc bay lượn. Có lẽ vì vậy, hình tượng của Elias có rất nhiều nét tương đồng với trẻ em. Chú rồng này luôn tìm kiếm và xuất hiện cạnh những đứa trẻ đang có những vấn đề trong cuộc sống và cần một người bạn. Nó sẽ ở lại ít nhất là đến khi gia đình đứa trẻ đó nhận thức được và vấn đề được giải quyết, sau đó nó mới rời đi. Một người bảo hộ đích thực. Như mọi tác phẩm khác của Disney, Elias mang một tấm lòng nhân hậu và dù sự vụng về đôi khi gây ra những tình huống phá phách, nhưng đây vẫn là một nhân vật tốt bụng. Hơn tất cả, sự kết nối giữa anh bạn màu xanh này và cậu bé Pete thực sự đã tạo nên một tác phẩm đặc biệt. Nó nhắc nhở ta về tình yêu, tình bạn, những giá trị gia đình mà đôi khi ta vô tình bỏ quên. Khác hẳn với những người bạn to lớn trong danh sách ngày hôm nay, chú rồng Mushu trong bộ phim hoạt hình Mulan lại trông giống một con thằn lằn. Là linh thú kiêm chân sai vặt, Mushu thường xuyên bị tổ tiên nhà Mulan cười nhạo. Thay vì đánh thức rồng đá khổng lồ, cậu ta mắc sai lầm nghiêm trọng khiến rồng đá chưa kịp thức giấc đã vỡ vụn thành trăm mảnh. Để che giấu tội lỗi của mình, Mushu quyết định đóng giả làm linh thú được sai đến để bảo vệ Mulan ngoài chiến trường. Khác hẳn với hình tượng uy nghiêm, bệ vệ vốn có của loài rồng trong tín ngưỡng người châu Á, Mushu lại vô cùng vụng về và lắm lời. Chẳng thế mà không ít lần cậu gây nên những rắc rối cho Mulan. Tuy nhiên, chính điểm ngộ nghĩnh, đáng yêu và có phần lầy lội của Mushu đã mang tới những tràng cười cho khán giả. Không sở hữu hình thể khổng lồ, sức mạnh thể chất vượt trội hay là trí tuệ siêu phàm, song Mushu lại có một trái tim vô cùng nhân hậu. Chú rồng nhỏ bé ấy chính là điểm tựa tinh thần vững chắc giúp Mulan vượt qua nghịch cảnh, góp phần không nhỏ trong việc đánh bại những tên hung nô đáng sợ. Trở lại với những tạo hình rồng đáng sợ, đây có lẽ là một trong những con rồng mà ai khi còn nhỏ cũng đã được nghe tên. Luôn được xem như một trong những phản diện kinh điển nhất, Maleficent đã để lại nỗi ác mộng kinh hoàng cho biết bao thế hệ nhờ vào không ít thủ đoạn thao túng lẫn những toàn tính hiểm độc. Thế nhưng, điều đáng ngạc nhiên ở chỗ, mụ ta không hãm hại người khác vì bất kỳ ham muốn trần tục nào. Động cơ duy nhất của Maleficent chỉ xuất phát từ việc không được mời tới ngày sinh nhật của cô công chúa. Tận dụng quyền năng của ma thuật đen, ả ta đã yểm lên bùa phép nguyền rủa khiến cả vương quốc phải lao đao trong vô vọng. Nhưng đó vẫn chưa phải là sức mạnh lớn nhất của mụ tiên hắc ám. Chỉ tới khi đối mặt với chàng hoàng tử, mụ ta mới hóa thân thành một con rồng khổng lồ, đủ sức thiêu đốt mọi sự sống mà nó đi qua. Với tạo hình của loài rơi và đôi mắt xanh lục đặc trưng, phiên bản quái vật của Maleficent sở hữu những chiếc vảy gai góc chạy dọc theo sống lưng, kèm theo hàm răng sắc nhọn có thể giết chết con mồi chỉ trong một cú ngoạ. Mặc dù đã dồn hoàng tử vào chân tường, bản chất ngạo mạn của ả phù thủy đã tạo thời cơ để cho các bà tiên hỗ trợ ném thanh kiếm vào tim của con rồng, để rồi khiến Maleficent ngã khỏi vách đá và chết tức tưởi trong chính ngọn lửa của mình. Và con rồng cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay chính là Saphira trong tác phẩm Eragon năm 2006. Chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của tác giả Christopher Paolini,
phim dù không gây được tiếng vang nhưng vẫn sở hữu một cô rồng vô cùng thú vị. Mang vóc dáng tương đồng với Pegasus, ngựa thần với đôi cánh đại bàng trong thần thoại Hy Lạp, cô rồng Saphira khoác lên mình một bộ lông xanh, xả cánh khổng lồ cùng đôi mắt lấp lánh. Trong thế giới của Eragon, những kỵ sĩ rồng gần như đều đã bỏ mạng trong một cuộc chiến tàn khốc, chỉ còn một số rất ít phải sống ẩn mình khỏi sự truy đuổi của bạo chúa Galbatorix. Eragon, một cậu nông dân nghèo, bất ngờ một ngày nhặt được một viên đá màu xanh. Cậu không hề biết rằng đó là một quả trứng và Saphira đã chờ đợi rất lâu để tìm được một người phù hợp với mình. Từ đây, phim là hành trình Eragon và Saphira luyện tập trở thành một kỵ sĩ và lên đường chống lại thế lực của Galbatorix. Một điểm đặc biệt của Saphira là cô có thể giao tiếp bằng cách thần giao cách cảm với kỵ sĩ của mình. Cả hai tạo ra những tình huống giao tiếp vừa hài hước lại cảm động. Trong trận chiến, họ cũng rất hiểu ý, cùng nghĩ ra kế sách hợp lý nhất để đánh bại kẻ thù. Khoác lên mình bộ giáp của những chiến binh, Eragon và Saphira giơ cao thanh kiếm và ngọn lửa, kế thừa ý chí của một kỵ sĩ rồng năm xưa. Với những ai là fan hâm mộ của Eragon, có một tin vui rằng một bản chuyển thể mới toanh đang được Disney cộng dục dịch chuẩn bị. Vậy nên, có lẽ hãy cùng chờ đợi sự trở lại của cô rồng Saphira vô cùng đáng mến trong những trận chiến sắp tới. Các bạn đã xem bao nhiêu bộ phim trong danh sách trên? Đâu là con rồng mà các bạn yêu thích nhất? Liệu có cái tên nào dù không quá nổi tiếng nhưng vẫn để lại ấn tượng trong lòng bạn? Có thể nói dù đóng vai trò là một người bạn hay là kẻ thù, thì rồng vẫn luôn là những sinh vật bí ẩn mà ta tò mò mỗi khi chúng xuất hiện cùng ngọn lửa của mình. Có thể chúng sẽ mang lại phép màu và cũng có thể là một tai ương khủng khiếp. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.